Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tốt hay xấu, không động tâm. Người học Phật chớ nên vừa nghe người ta khen mình một câu thì liền vui sướng quá mức. Còn hễ nghe ai nói một câu không tốt về mình thì bèn phiền não đến cực độ. Qua sự biểu hiện đó, chứng tỏ là mình không có định lực. Nếu có công phu về định lực, thời mình sẽ không bị các cảnh giới của bát phong làm lay động. Nói mình tốt thì cũng vậy, nói mình không tốt thì cũng thế thôi. Bất kể là tốt hay không tốt, tất cả cũng đều giống như nhau. Thế thì mình không phải là ngu ngốc hay sao? Không phải đâu, chẳng qua là gì mình không phân biệt nó là tốt hay không tốt, cũng không phân biệt thị phi phải trái. Có người nói, vậy đó không phải là hồ đồ hay sao? Thế thì quý vị không có hồ đồ, vậy quý vị thật đã hiểu rõ chăng? Cũng chưa chắc đâu, nếu quý vị có thể đem cái bất biến ứng phó với cái vạn biến, lấy cái bất động đối phó với cái muôn động, lúc nào hay ở đâu cũng đều ở trong định, như thế quý vị mới thật là đã hiểu rõ. Người thật sự có công phu sẽ không sợ bất cứ gì, thậm chí có người đến giết mình cũng không sợ. Ta dùng cái tâm quang minh chánh đại để làm công việc chung, không sợ kẻ bàng quan phê phán là mình không đúng, cho nên nói chàng thật không sợ lửa, tâm chánh không sợ bóng nghiêng là vậy. Hiện nay có số người thích xí vào chuyện của người khác, chứ chẳng chịu lo chuyện nhà mình. Những hành vi này thật không thể chấp nhận được. Quý vị hãy tự xét lại, coi mình có những thứ tư tưởng như thế không? Giảng ngày 5 tháng 12 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的说呵。